Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một sáng có tên là Vegon. Để tham gia giám này các bạn cần lý phần liên mô tả những video mà tham tác support các bạn. Các bạn được cấp xa đi tiếp mà. Mình cũng đã check qua kiểu này khá là ngon các bạn. Hiện tại con này được xây dựng trên mạng OKChain các bạn. Giờ sẽ list sàn G-Swap Cherry Swap chứ BKF4. Rồi tập cần này sẽ list sàn Cherry Swap này các bạn, và VBS Chain này các bạn, rồi mà bấm continue nữa, mình sẽ nhận được 5 triệu tập cần có ký hiệu là Vegon. Rồi nhiệm vụ đầu tiên bạn cho nâng cấp nè. Rồi các bạn cho sao các bạn, đây video làm gì ta. Rồi các bạn mới đắp đây nè, tiếp tục follow tàu Twitter nè, xin tàu Twitter nè các bạn, theo dõi nha các bạn. Rồi bạn like đi các bạn. Các bạn tự quyết bài viết đầu tiên luôn đi. Rồi các bạn bắt up đây nè. Tiếp tục cho anh tiếp kênh channel luôn nè. Rồi tiếp tục follow tự Twitter và tự quyết bot. Vegon đâu? Các bạn tìm cái bài của nó nha các bạn. Cherry Vegiswap. Rồi bài này nè các bạn like nè các bạn. Các bạn tự quyết lên các bạn. Rồi sau đó bạn bắt up đây nè. Các bạn bấm vào submit đi tên, bấm done. Rồi tiếp tục gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp vào anh Mata, nhấp vào một sơ nè, nhấp vào ba anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot nè. Rồi các bạn xôn xào ngoài gấp bô của nó, rồi bấm done các bạn. Rồi tiếp tục hỏi tweet, bấm Z. Tiếp tục thì các bạn tích hợp mạng thông số của cái chain mainnet của nó các bạn. Rồi các bạn gỡ lại địa chỉ ví cho nó các bạn. Mình dùng địa chỉ ETH trên chocolate mình. Rồi các bạn gỡ lại cho bot các bạn. Rồi các bạn xoay sao kênh group đó các bạn. Rồi bạn bấm done. Bấm xa tít chứ. Ok, bạn đã nhận được 5 triệu token Vegon rồi bạn. Các bạn gì lên ghép chia sẻ trong về những cái thằng để kiếm thêm token nữa các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.